Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết, chủ trì hội nghị quán triệt tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố với Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Theo quy chế phối hợp, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố và Ban thường vụ quận ủy phối hợp thực hiện 6 nội dung, tiêu biểu là nghiên cứu tham mưu hoặc thực hiện nhiệm vụ do thành ủy, Ban thường vụ thành ủy, Thường trực thành ủy giao phối hợp chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch giám sát thường xuyên chuyên đề và đột xuất của hội đồng nhân dân thành phố hội đồng nhân dân thành phố các ban của hội đồng nhân dân thành phố tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân thành phố đối với ủy ban nhân dân quận cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận tòa án nhân dân quận viện kiểm sát nhân dân quận và ủy ban nhân dân các phường lãnh đạo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch ủy ban nhân dân quận theo quy định chỉ đạo phối hợp với cấp có thẩm quyền để trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét quyết định theo thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến quận chỉ đạo kiểm tra giám sát việc giải quyết khiếu này tố cáo kiến nghị phản ánh của tổ chức cá nhân và cử tri ở quận cùng một số nội dung phối hợp khác phát biểu tại hội nghị phó bí thư thường trực thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố lương nguyễn minh triết đánh giá ngay cả khi chưa có quy chế phối hợp thì các bên đã triển khai phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ song vẫn chưa đầy đủ và còn tồn tại một số hạn chế đồng thời đề nghị ban thường vụ các quận ủy huyện ủy tiếp tục quan tâm triển khai các công việc theo quy chế bố trí phân công rõ trách nhiệm cho các cá nhân đồn đốc chỉ đạo triển khai các nghị quyết kết luận được hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại các kỳ họp chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đà soát chặt chẽ tập trung xử lý các kiến nghị đơn thư của cử tri nhất là những đơn thư tồn động kéo dài phát huy vai trò trong tham mưu chính sách